Sau khi nghỉ dưỡng đặc biệt tại Quảng Nam, dân cát 2 ngày 1 đêm tiến thẳng đến trại huấn luyện mùa đông tại Sơn La trong sự hoang mang, ngỡ ngàng và lo lắng. Hành trình khám phá vùng đất Tây Bắc trập trùng đồi núi của 6 nghệ sĩ được bắt đầu tại đồi chè Mộc Châu nổi tiếng. Chủ đề của chặng này khiến dân cát không khỏi lo ngại với những thử thách ở phía trước, đặc biệt là trong thời tiết rất khắc nghiệt của mùa đông, chỉ từ 3 đến 4 độ vào ban đêm. Dân cát cho rằng không nghệ sĩ nào dám nhận lời mời tham gia 2 ngày 1 đêm nữa là vì lời đồn đại từ các khách mời từng đến chương trình. Dương Lâm nói, chắc hôm trước Mai Phương Thúy và Võ Hoàng Yến về đồn là đi cực quá. Ngoài ra, các khách mời nam cũng không chịu nổi, như Isaac và Xuân Phạm đều ngã bệnh với ngay sau khi tham gia. Dù không có khách mời, nhưng với sự kết nối, tương tác và những bạn miếng liên tục của dàn cát cũng đủ để mang đến những tiếng cười và phút giây giải trí cho khán giả. Tính đến thời điểm hiện tại, dàn cát 2 ngày 1 đêm đã có 1 năm đồng hành cùng nhau. Mọi người đã gắn bó, yêu thương nhau hơn, thậm chí coi nhau như một gia đình. Hãy cùng chờ đón dàn cát ở tập 30 này nhé!